Thưa quý vị, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Đức vừa tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng cho 14 đảng viên trên địa bàn, trong đó 6 đảng viên được trao huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên được trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 5 đảng viên được trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Trân trọng trao tặng huy hiệu Đảng, phần thưởng cao quý mà Đảng dành cho các đảng viên trung kiên luôn hết lòng hết sức phụng sự Đảng, phục vụ nhân dân. Cho 14 đảng viên trực thuộc Đảng bộ, lãnh đạo huyện Châu Đức biểu dương những thành tích cống hiến của các đảng viên cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, quê hương Châu Đức nói riêng. Lãnh đạo huyện Châu Đức mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm trong việc giáo dục thế hệ trẻ, giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của bản thân và gia đình, để mãi là tấm gương sáng cho các đảng viên và quần chúng noi theo.